Hôm nay lại giới thiệu với anh em cái mẫu lá cao su gỗ vảy rồng và đầu rồng dành cho anh em nào có nhu cầu cần. Đến đây mình có hai cái mẫu này nhé. Giá cả định hợp túi tiền thôi. Đầu tiên là cái mẫu màu gỗ. Mã số 68. Đấy, giá là 350.000 đồng. Mã số 68 350.000 đồng. Vảy nó vảy rồng. Đấy, chạm khắc quá là đẹp luôn. Sắc sảo, không lỗi lầm. Đấy, các bác nhận hàng có quyền kiểm tra hàng rồi mới phải trả tiền. Nên là quảng cáo, như mình đang quảng cáo đây cho các bác xem, quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi. Đấy, anh em quan tâm thì gọi điện trực tiếp đến cho shop. Cái này vảy rồng thì nó quá đẹp rồi, nên là mọi người nhìn này là rất là ưng ý luôn. Đấy, cầm rất nhẹ, nhẹ tay, đầm, nhẹ, to. Giá là 350.000 đồng bao ship và được tặng kèm cho các bác là hai bộ dây đi kèm. Đấy, được tặng kèm hai bộ dây mọi người nhé. Và đây, mình lại giới thiệu sơ qua lại cho các bác xem cho nó kỹ đã. Đấy, vảy rồng của nó nhé. Anh em nhận hàng đúng sản phẩm như này thì anh em nhận nhé. Còn sai thì không nhận. Vì cái mẫu này là nhà sản xuất nó ra chỉ có một loại như này thôi, đẹp lắm. Đấy, còn cái loại này đầu rồng này. Cái mã này mã bao nhiêu nhỉ? Mã 69. Tất cả những cái mẫu lá này mình đều để theo cái mã số là 69. Giá là cũng là 350. 350 nhé. Bao ship vận chuyển miễn phí toàn quốc. Anh em nhận có quyền kiểm tra. Địa chỉ của shop ở Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Đấy, anh em nào gần thì qua lấy, còn anh em nào ở xa thì bên shop gửi bưu điện. Gửi bưu điện vào phía Nam mất 5 đến 6 đến 7 ngày. Anh em phía Bắc ấy thì 2 đến 3 đến 4 ngày, tùy gần và xa. Đấy, các bác nhìn cái mẫu đẹp không? Đầu rồng nhé. Đấy, ngoài cái phong trào chơi bắn lá sun chun ra thì người ta còn cái phong trào là sưu tầm. Đấy, sưu tầm trưng bày những cái sản phẩm đẹp. Ngậm cái này, con rồng này đang ngậm ngọc nhé. Đấy, nó vươn lên này. Đấy, mọi người nhìn cái đầu nó vươn lên đẹp không? Rồi, cũng là 350.000 đồng, mã số 69, 350.000 đồng bao ship tặng kèm cho các bác là hai bộ dây. Đấy là hai cái mẫu rồng, anh em nào xem đi xem lại nhé. Đấy, cho chắc chắn khi đặt hàng. Đấy, bên mình vẫn gửi hàng cho các bác là ship COD, anh em nhận có quyền kiểm tra. Nên là anh em khỏi lo, đừng hỏi là có uy tín hay không nhé. Đấy, bên mình gửi cho các bác là kiểm tra hàng, sai sản phẩm hoặc là gửi nhầm sản phẩm thì anh em không nhận nữa. Đây, mã số 34, giá là 230, lá này lá on hit. Cái lá là on hit nhé, thép. Đấy, lá on hit. Mẫu mới đẹp, mã số 34, giá là 230.000 đồng. Đấy, nó có thước ngắm hai đầu. Thước ngắm hai đầu. Cái loại này bản cao cấp. Đấy, cái này dùng anh em dùng trọn đời không hỏng luôn. Đấy, và đến tiếp theo nữa, cái bản lá này số 55, 450.000 đồng. Đấy, lá này lá con thằn lằn này. Mọi người nhìn con thằn lằn đẹp không? Đấy, thước ngắm đầy đủ nhé. Mọi người mua về nó có thước ngắm đầy đủ luôn như này. Đấy, dây gài chúng ta lấy con ốc này ra là chúng ta gài vào là cái là xong thôi, không khó cái gì cả. Đấy, đây là cái loại thép nhé. Cái thép này thép cao cấp 440. Cái loại thép này thép đỉnh cao luôn. Đấy, còn cái loại này loại rẻ tiền đây, chạc 7. Đấy, mã số 22, giá là 130.000, được tặng kèm hai bộ dây. Mã số 22, 130.000 đồng. Quá đẹp. Bao ship luôn nhé mọi người nhé. Tất cả cái lá này là bên shop là bao ship cho các bác luôn. Nên là các bác không phải lo về ship, không phải lo về cọc cạch gì cả đâu. Đấy, tất cả mình tặng cho hai bộ dây thôi. Đấy, anh em là mua thì tốt nhất mua thêm vài ba bộ dây nữa. Mình tặng cho các bác là hai bộ dây, mỗi lá này chỉ đi hai bộ dây thôi. Thì khi anh em mua về mình bán rẻ mà, bán rẻ mình chỉ tặng thế thôi, từ đầu đến cuối mình chỉ tặng có hai bộ thôi. Đấy, còn anh em nào thích mua thêm thì mua thêm dây 1mm của nó là 12.000 đồng một bộ. Đấy, còn dây 0.8, 0.7 thì là 10.000 đồng. Đấy, số điện thoại của shop đây, anh em mua thì nhắn tin địa chỉ trực tiếp cũng được. Vì buổi sáng là bên shop ngủ dậy nó muộn lắm.
bên shop ngủ dậy tầm 8 giờ sáng mới ngủ dậy cơ. Thì đôi khi là anh em lúc đấy là anh em dậy rồi anh em gọi điện không được thì anh em nhắn luôn địa chỉ nhé. Đấy, mã số bao nhiêu thì anh em cứ nhắn luôn nó vào. Vì tất cả các mẫu lá này mình đánh theo mã số hết rồi. Đấy, mã số này là 55. Đấy, anh em cứ nhắn địa chỉ vào đây là được. Đấy, tôi muốn mua lá số 55 hoặc lá số bao nhiêu đấy. Thì anh em cứ nhắn tin vào chứ không cần gọi điện đâu. Vì buổi trưa mình ăn cơm này, chẳng may điện thoại thuê bao này, hoặc là không nghe được máy này, thì các bác cứ nhắn tin là được. Nhắn tin họ tên địa chỉ rõ ràng ra và lấy lá số bao nhiêu thì các bác ghi rõ vào là được. Đấy, tránh cái trường hợp là gọi điện không được thì các bác lại không đặt nữa thì các bác cứ nhắn tin địa chỉ nhá. Đấy, mình nói rõ luôn là cái buổi sáng là bên shop là ngủ dậy rất muộn. Đấy, thì là đôi khi là anh em gọi thì bị thuê bao này, hoặc buổi trưa ăn cơm là hoặc là nghỉ ngơi một chút, buổi trưa ăn cơm thì shop không nghe được máy thì cũng thuê bao. Đấy, thì anh em là cứ nhắn tin địa chỉ là xong. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau.